Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa ra thông báo về việc tổ chức xét tuyển bổ sung vào các trường đại học và cao đẳng quân sự trong năm 2023. Sau khi hoàn thành đợt tuyển sinh đầu tiên, nhiều trường đại học quân sự vẫn tiếp tục tiếp nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung. Theo thông báo của Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, có tổng cộng 10 trường sẽ tiến hành xét tuyển bổ sung vào các ngành đại học quân sự năm 2023 dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, sử dụng thang điểm 30. Các trường này bao gồm Học viện Hậu cần với 10 chỉ tiêu cho ngành hậu cần quân sự, Học viện Quân y với 2 chỉ tiêu cho ngành y khoa và 4 chỉ tiêu cho ngành dược học. Học viện Biên phòng cũng sẽ xét tuyển 6 chỉ tiêu cho ngành biên phòng, với điểm yêu cầu khác nhau tùy theo vùng và tổ hợp môn thi, trong khoảng từ 21,95 đến 26,99 điểm. Ngoài ra, một số trường khác cũng tiến hành xét tuyển bổ sung, tuy chỉ tiêu không nhiều nhưng cũng đáng chú ý, bao gồm trường Sĩ quan Lục quân 2, 19 chỉ tiêu, trường Sĩ quan Pháp binh, 18 chỉ tiêu, trường Sĩ quan Thông tin, 5 chỉ tiêu, trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, 9 chỉ tiêu, trường Sĩ quan Phòng hóa, 3 chỉ tiêu và trường Sĩ quan Đặc công, 9 chỉ tiêu. Riêng trường Sĩ quan Chính trị sẽ xét tuyển bổ sung 23 chỉ tiêu cho ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, với mức điểm tuyển thí sinh tùy thuộc vào khu vực và tổ hợp môn thi. Ngoài danh sách các trường trên, có 2 trường Sĩ quan Lục quân cơ sở cũng sẽ tiến hành xét tuyển bổ sung vào các ngành quân sự năm 2023 theo đề án 799 của Chính phủ. Đó là trường Sĩ quan Lục quân 1 và trường Sĩ quan Lục quân 2. Theo Ban tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng, việc tổ chức xét tuyển bổ sung không phải là điều mới vì đã diễn ra trong các năm trước đó. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong năm nay, quy trình xét tuyển bổ sung đã được triển khai sớm hơn so với các năm trước. Cuối tháng 9 vừa qua, một số trường đại học và cao đẳng đã công bố thông tin về việc tổ chức xét tuyển bổ sung. Học viện Chính trị Công an Nhân dân, ví dụ, đã thông báo kế hoạch xét tuyển 2 chỉ tiêu thí sinh nữ cho ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Học viện An ninh Nhân dân cũng đang tiến hành xét tuyển bổ sung 19 chỉ tiêu cho ngành y khoa, sau đó gửi đào tạo tại Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng. Các thí sinh đã trúng tuyển ở đợt 1 đang thực hiện thủ tục nhập học. Ngoài ra, một số trường đại học vẫn tiếp tục thông báo việc nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung trong năm nay. Trường Đại học Lâm nghiệp đã công bố kế hoạch xét tuyển bổ sung tại cơ sở chính tại Hà Nội và các phân hiệu tại Đồng Nai và Gia Lai. Trường này sẽ xét tuyển dựa trên 2 phương pháp, bao gồm điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 15 điểm và điểm học bạ 18 điểm. Phân hiệu tại Gia Lai sẽ xét thêm 6 ngành với tổng cộng 300 chỉ tiêu, phân hiệu tại Đồng Nai sẽ xét 15 ngành với 300 chỉ tiêu, trong khi cơ sở chính tại Hà Nội sẽ xét bổ sung 24 ngành với hơn 800 chỉ tiêu. Trường đại học này vẫn tiếp nhận hồ sơ cho đến hết ngày 30 tháng 10. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển đến ngày 30 tháng 11 cho ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam dành cho người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Đại học Đà Nẵng cũng đang tiến hành xét tuyển bổ sung dựa trên kết quả học tập tại bậc trung học phổ thông năm 2023 cho phân hiệu tại Kon Tum, với điểm nhận hồ sơ là 15 điểm tính theo điểm trung bình của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển theo từng năm lớp 10, 11 và 12. Trường này tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 30 tháng 10. Mặc dù thời hạn nộp hồ sơ đã hết vào cuối tháng 9, Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa vẫn tiến hành xét tuyển bổ sung cho nhiều ngành, bao gồm giáo dục tiểu học, sư phạm tiếng Anh, sư phạm khoa học tự nhiên và giáo dục mầm non.